cà phê sáng. Và trực tiếp trên cà phê sáng với VTV3, ca sĩ Tùng Dương và những chia sẻ về đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Phó Đức Phương. Vâng, thưa quý vị, thời điểm cuối tuần luôn là thời điểm mà chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ gương mặt của những người nghệ sĩ rất là quen thuộc qua những dự án âm nhạc và những dự án cộng đồng của họ. Và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với một câu chuyện âm nhạc chắc chắn sẽ được kể một cách đầy cảm xúc và tinh tế mà quý vị luôn luôn cảm thấy quen thuộc và gần gũi. Nhạc sĩ Phó Đức Phương, tác giả của rất nhiều ca khúc mà hẳn nhiều người trong số chúng ta đã nằm lòng như Chảy Đi Sông Ơi, Về Quê, Trên Đỉnh Phủ Vân, Hồ Trên Núi, vân vân, đang chiến đấu ngày đêm với căn bệnh ung thư tụy. Có thể nói, âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tạo nên sự đa sắc cho nhạc Việt trong những năm 1980-1990. Đặc biệt là suốt thập niên 1990, ông cùng các nhạc sĩ Dương Thụ, Trần Tiến, Nguyễn Cường đã tạo nên một làn sóng nhạc nhẹ thời kỳ đổi mới, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của nhạc nhẹ Việt Nam sau này. Âm nhạc của ông dung dị nhưng đầy hào sảng, gần gũi mà đầy triết lý. Để tái hiện lại chặng đường hơn 50 năm âm nhạc và tiếp thêm sức mạnh để nhạc sĩ vượt qua bệnh tật, những người bạn vong niên và gia đình ông muốn một lần nữa mang âm nhạc của Phó Đức Phương đến với khán giả trong đêm diễn. Khúc hát Phiêu Ly sẽ được diễn ra vào tối mùng 10 tháng 7 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội. Hãy cùng với Lê Anh và Hồng Nhung chào đón ở Sofa Talk ngày hôm nay hai khách mời buổi sáng của chương trình. Cảm ơn hai anh chị đã dậy sớm với chúng tôi, chị Khánh Chi và anh Tùng Dương. Xin giới thiệu với quý vị các bạn một chút, chị Khánh Chi, nhà báo Phó Khánh Chi là con gái của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Và ca sĩ Tùng Dương thì quá nổi tiếng rồi, diva của chúng ta. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau nói về một cái dự án âm nhạc sẽ thực hiện vào tháng 7 này. Vừa nghe một cái thông tin và chắc chắn là khán giả hôm nay cũng chính thức hóa một cái thông tin là nhạc sĩ Phó Đức Phương đang gọi là chống chọi với căn bệnh ung thư tụy, đúng không ạ? Thực sự là cũng xin hỏi thăm một chút từ gia đình, tình trạng của nhạc sĩ thế nào vậy ạ? Dạ, đầu tiên xin phép cho tôi phép xin được chào khán giả VTV3. Chào chào MC Lê Anh, chào chào bạn Nhung. Vâng, chào Nhung. Cảm ơn câu hỏi, sự quan tâm của khán giả cũng như của MC Lê Anh. Hiện giờ thì bố mình vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Và bố mình rất là kiên cường. Và vẫn đang luôn hy vọng là sẽ vượt qua được bạo bệnh. Chúng tôi tin rằng sản phẩm âm nhạc này chắc chắn là một nguồn lực tinh thần rất mạnh cho ông trong tháng 7 này, đúng không? Có lẽ là nhiều người cũng đang chờ đón lắm, bởi vì là những ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì đã đi vào cả cái thời thơ ấu của rất nhiều người. Chị có thể chia sẻ một chút về cái tên của đêm nhạc mà chị đã nung nấu, đã đặt cho cái đêm nhạc này, Khúc Hát Phiêu Ly, có nghĩa là gì ạ? Thực ra thì mình cũng muốn chia sẻ một chút. Cái đêm nhạc Phó Đức Phương, Khúc Hát Phiêu Ly thì đó không phải là sự nung nấu của mình. Đây hoàn toàn là một đề nghị rất là bất ngờ của đạo diễn Việt Thanh, của ca sĩ Tùng Dương, của ca sĩ Thanh La Mỹ Linh và rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ. Khi được biết là bố mình đang bị bệnh thì các ca sĩ, các nghệ sĩ rất là thương và rất là muốn làm cách nào để truyền năng lượng, truyền tình yêu cho ông để ông vượt qua được, thêm sức mạnh vượt qua được bệnh hiểm nghèo. Và các anh chị nghệ sĩ cũng như là đạo diễn Việt Thanh đã có lời đề nghị với gia đình sẽ làm một đêm nhạc Phó Đức Phương, Khúc Hát Phiêu Ly để truyền tất cả tình yêu, cái năng lượng và mong cho người nhạc sĩ, một người bạn của các nghệ sĩ sẽ chiến thắng được, phải vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Vâng, thế thì phải hỏi anh Tùng Dương hơn, bởi vì là cái tên Khúc Hát Phiêu Ly nó gợi ra rất nhiều điều mà nó có một cái cảm giác thì rất là mênh mang. Vì sao những người nghệ sĩ lại nghĩ ra cái tên này? Vâng, như chị Chi vừa chia sẻ thì là Dương nghĩ rằng là tên Khúc Hát Phiêu Ly nó gần nhất, nó là cái nguồn đồng cảm lớn nhất, nó để quán chiếu với tâm hồn người nghệ sĩ. Đó chính là một cái thông điệp về người nghệ sĩ. Và Dương cũng thấy có mình ở trong đó. Không chỉ là nhạc sĩ Phó Đức Phương, ông viết bài hát đó và bài hát ngay khi ông sau đó thì live show trước ông vẫn nói rằng là bài hát này phải Tùng Dương, bởi vì là cậu có một cái giọng hát như Trương Chi và một nhan sắc như Trương Chi, và đương nhiên là bây giờ thì đẹp hơn, bố voi bây giờ đẹp hơn ngày xưa rồi. Đấy, nhưng mà cái đùa của nhạc sĩ rất ý nhị đấy nhá. Vâng. Thì Dương cảm thấy cũng rất là hạnh phúc, vinh dự khi là được là một chàng Trương Chi của thế hệ 8X như là nhạc sĩ Phó Đức Phương đã ví von, và cũng rất là hãnh diện khi mà đã trở thành người biên tập cho chương trình. Bởi vì Dương cảm thấy là mình rất là tự tin để hiểu ông. Qua những cái năm tháng rất là gần đây thì
đến được thăm ông, được tập bài với ông thì ông rất là lạc quan, rất là yêu đời, và thậm chí là vài hôm trước vào thăm ông thì rất là lạc quan và không có một cái gì gọi là thể hiện là đang đau ốm gì cả, mà tạo ra cho chắc người đối diện một cái nguồn năng lượng rất là làm ra mạnh để tỏa ra. Vừa đến là ông đã nói luôn là cậu đã đến đấy rồi, tôi chuẩn bị tập bài đi, tôi có thể dựng bài luôn ngay bây giờ luôn, hai chú cháu mình tập bài luôn đó, không cho người đối diện cảm giác là đang cảm thấy là mệt mỏi. Đấy thì là một để lên giới thiệu với quý vị khán giả một chút hai nhân sự này của chúng ta trong cái dàn âm nhạc sắp tới đây, thì anh Tùng Dương thì không chỉ xuất hiện với tư cách một ca sĩ mà anh ấy là người biên tập âm nhạc của chương trình này, một vai trò cũng nhiều trọng trách đây. Còn chị Khánh Chi thì đúng là từ đầu chúng ta giao lưu là con gái của nhạc sĩ, nhưng lần này chị sẽ là người tác giả kịch bản chính. Bây giờ là lúc chúng ta cũng chia sẻ với khán giả một chút bếp núc về chương trình này để khán giả chờ đợi hơn, đúng không ạ? Về mặt kịch bản có gì đặc biệt không chị Chi? Thực ra là năm 2016 thì nhạc sĩ Phó Đức Phương bố mình đã có một cái đêm nhạc Phó Đức Phương trên đỉnh Phù Vân, 4.000 khán giả tại Trung tâm Nghệ Quốc gia, đó là một đêm nhạc vô cùng hoành tráng, thì đã tái hiện toàn bộ cái những tâm huyết của bố mình trên 50 năm con đường âm nhạc. Thì cái Phó Đức Phương khúc hát violin này thì là một đêm nhạc hoàn toàn khác, nó là một đêm nhạc của cảm xúc, của tình yêu, của sự tri ân và sự dâng hiến. Thì chúng ta sẽ gặp ở đó một cái đêm nhạc nó tràn ngập cảm xúc và những cái điều kỳ diệu của tình yêu, giống như là nhạc sĩ Trần Đức Minh, đạo diễn âm nhạc của chương trình, đã ví von là đêm nhạc này là đêm nhạc diệu kỳ, và với hy vọng là điều diệu kỳ sẽ xảy ra và bố mình sẽ vượt qua được và có thêm được cái sức mạnh. Và thực tế là khi nhận được lời đề nghị này thì bố mình rất là vui, và mình cảm giác như là ông cũng phấn chấn hơn và cũng chờ đợi hơn, cũng như là rất là khỏe ra và luôn luôn là không biết là các bạn của mình tập tành thế nào, bởi vì là ông là người rất là kỹ tính. Thường thì trước đây thì khi Tùng Dương cũng biết là trước khi mà xuất hiện trên sân khấu hay là tập bài thì ông kỹ đến từng nốt nhạc, từng câu hát, thì cho nên là ở chương trình này, nhưng mà tuy nhiên khi biết là Tùng Dương là biên tập âm nhạc thì ông rất là tin tưởng, bởi vì là Tùng Dương là một ca sĩ mà có lẽ là rất hiểu và hầu như là truyền tải tất cả những ca khúc nào khó nhất của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Cụ thể hơn thì Tùng Dương có thể chia sẻ xem là có những bài hát nào sẽ được hát và khán giả được chờ đợi mình nào. Đương nhiên mà là tôi thích bài Một Thoáng Hồ Tây. Một Thoáng Hồ Tây. Tâm sự với tất cả quý vị một chút, với anh Lê Anh một chút, với Hồng Nhung một chút, là không phải là cứ ở vai trò biên tập là sẽ dành hết những bài hay và hit nhất về phần mình. Cái năm ngoái thì khi mà thực hiện Bộ Tứ Sông Hồng xong, Tùng Dương hát Bộ Tứ Sông Hồng xong, nhạc sĩ lên ôm trầm với Tùng Dương sau hai đêm và nói ghé vào tai là cậu không những hát hay mà còn có khả năng đặc biệt, là hôm nay tôi mới biết đó là dàn dựng và biên tập chương trình. Thế lần sau mà bạn mình mà làm live show thì bạn mình nhớ biên tập giúp cho mình nhé. Ông nói như thế, mà đấy là cái lý do mà ngày hôm nay thì Dương cảm thấy là có đủ duyên. Mọi người, chị Việt Thanh, rồi chị Oanh, rồi cả gia đình, rồi các nghệ sĩ đều chung tay để kịp thời thực hiện và bổ nhiệm Tùng Dương làm biên tập cho chương trình luôn. Và Dương cảm thấy là rất là hạnh phúc vì cái điều đó, bởi vì là mình hiểu âm nhạc của ông, mình đã hát những cái tác phẩm mà ông nói rằng là thôi cậu cứ nhằn xương của tôi, còn thịt thì để cho người khác ăn đó, đấy thì cái gì mà khó nhất thì cậu cứ thì tôi giao cho cậu đấy, thì là bài khó, bài đinh đấy. Không, trong cái show diễn này thì những bài hát hit dính liền đánh với những cái tên tuổi, đóng liền với tên tuổi của các nghệ sĩ, các diva như là chị Thanh Lam, chị Mỹ Linh, thì Dương vẫn giữ nguyên, bởi vì đó là những cái cột mốc, những cái dấu ấn rất quan trọng với người yêu nhạc. Kiểu như trên đỉnh Phù Vân phải là Mỹ Linh. Trên đỉnh Phù Vân là phải chị Mỹ Linh, không thể có thể hay Hồ Chín Núi là vì chị Thanh Lam. Đấy, và Tùng Dương xin được nhận những cái phần trầm nhất, những cái phần mà gọi là góc khuất hơn một chút của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Dương sẽ hát không hát phiêu ly, hay là một vài tác phẩm mới của ông, mà để cho thấy là cái sự dồi dào trong sáng tác của ông. Gần đây ông vẫn viết và không dừng lại ở những cái tác phẩm cũ. Cái đêm nhạc thì không chỉ là để như là một lời chúc đến nhạc sĩ Phó Đức Phương để mong ông bình an vượt qua cơn bạo bệnh, mà còn là một món quà âm nhạc gửi đến cho khán giả nữa. Cho nên chắc chắn là khán giả họ cũng đòi hỏi một cái gì đó khác hơn so với những đêm nhạc trước. Cái cấu trúc của đêm nhạc thì có cái điều gì thú vị hay không, và người ta chờ đợi thêm được cái gì nữa bên cạnh những cái nhạc âm, những cái sáng tác đã rất quen thuộc của nhạc sĩ Phó Đức Phương? Đương nhiên là về phần hòa âm thì nhạc sĩ Trần Đức Minh sẽ đảm nhiệm và được hòa âm lại, cộng với lại cái sự tươi mới của các nghệ sĩ trẻ
cái làn gió mới sẽ thổi vào để làm sao mà cái tác phẩm nhạc sĩ Phó Đức Phương vẫn dù là trúc chắc, nhưng mà nó vẫn có những cái trẻ trung, cái hơi thở của thời đại. Ví dụ như là Dương có nói chị Việt Thanh là phải mời nhóm O Plus, nhóm M4U, những cái nhạc trẻ để mà làm sao mà dung hòa cái trong cái âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương, nó gần gũi và nó vẫn là nó lớp lang và nó rộng rãi hơn với cái đối tượng khán giả. Ngày tôi càng thấy Tùng Dương tài năng, không khéo anh ấy làm luôn MC luôn. Nếu như mà anh ấy là một người hiểu nhất về âm nhạc của nhạc sĩ thì anh làm người dẫn chuyện cũng không có gì khó khăn đúng không ạ? Cái điều mà gia đình và những nghệ sĩ mong muốn được gửi đến nhất trong đêm nhạc Khúc Hát Phiêu Ly lần này là gì ạ? Mình cũng biết cái ý của Tùng Dương ấy là trong cái đêm nhạc đó thì có cái thú vị mà Nhung vừa nhắc tới. Điểm thú vị đó chính là cái sự đường dây dẫn chuyện của hai nhạc sĩ là nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Thì ở đó thì khán giả sẽ lần đầu tiên sẽ được nghe những câu chuyện của hai người bạn. Rất là một người bạn là Vong Niên, rồi là một người bạn rất là thân, là cũng trong bộ tứ Sông Hồng của Nguyễn Cường, và một người bạn nhạc sĩ trẻ Nguyễn Vĩnh Tiến, anh cũng có những cái sáng tác mà mang cái âm hưởng dân gian đương đại, và là một trong những nhạc sĩ mà thời gian vừa rồi các nhạc sĩ trẻ đã có những cái chuyến đi công tác với cả bố mình. Thì lần đầu tiên đêm nhạc thì các nhạc sĩ sẽ kể những câu chuyện rất là xúc động, những kỷ niệm của rồi lộ hết rồi. Nghe thôi đã thấy ngay là khán giả đã rất có cơ hội để trả lời đấy. Bản thân chúng tôi là những người mà thực hiện chương trình thì cũng chương trình này thôi, để nói về cái đêm nhạc đó thì cũng rất là tò mò. Bây giờ thì chắc chắn là khán giả muốn nghe rồi, muốn nghe xem là một chút cái không khí của đêm nhạc Khúc Hát Phiêu Ly sẽ như thế nào ạ. Vâng, cho Dương muốn nói thêm một chút thôi, là cái cảm nhận của mình với nhạc sĩ Phó Đức Phương thì có lẽ là ở ông thì có lẽ là như là một cái người mà một cái sự truyền cảm hứng, một cái vóc rất lớn của một người nghệ sĩ có năm tháng, có thâm trầm, và chính cái điều đó đã chia sẻ với các nghệ sĩ rất nhiều. Ông như là một cái hình tượng, một cái tấm gương vậy. Nhưng lần này thì đêm nhạc sẽ được gửi đến nhạc sĩ Phó Đức Phương bằng cách nào? Không chỉ là diễn giả trên sân khấu đúng không ạ? Vâng, sẽ đấy là cũng là một câu hỏi rất là hay, và sẽ có cái phần live stream và đến trực tiếp mình sẽ có thể cảm nhận được không khí tại sân khấu, các nghệ sĩ đang thể hiện ca khúc như thế nào và không khí ở đó ra sao thì bố mình sẽ cảm nhận được. Một cái đường truyền rất là tuyệt vời đấy ạ. Và bây giờ thì chắc là sẽ phải dành thời gian để cho quý vị khán giả được thưởng thức một vài những cái nét âm nhạc mà chắc chắn là anh Tùng Dương sẽ gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Mình đã sẵn sàng rồi anh Dương. Dương xin gửi tới quý vị khán giả một tác phẩm lên đường. Vâng, mời anh Dương. Trời nhận thế
sông đắp đồi cho đời, bằng dòng nước phù sa như xưa mẹ nuôi người. Nay miền đất quê tôi giữa lồng lộng đất trời đẹp như thì con gái. Kìa bờ xuôi ruộng mận sáng rỡ rừng lá hoa, bên triền sông bao la, trên dòng sông quê nắng gió tràn trề.